Không sư. Lên lên nhanh. Phải không lên được. Không lên được. Thôi chết. Xin chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình là Khô Mai Cô. Và hôm nay chúng ta sẽ đi khủng bố khu quân đội cùng với hai thành viên, đó là Khang Free Tiki Channel và Hùng Phương. Khang Free là Tiki Channel á, à, ok. Và chúng ta đang đến khu nhà tù để khủng bố. Không anh ơi, khu đấy, không phải nhà tù nào. Ừ, khu nhà tù quá. Đang bay theo dõi trên. Và đây ai đang làm máy bay đây nhỉ? Hùng à? À Khang Free. Rồi, hôm nay chúng ta phải vô quyết chiến với bọn trong nhà tù đấy. Tại vì bọn nó ở trong đấy khá lâu rồi. Đi gọi kia đi. Sắp tới chưa? Còn 3 dặm mấy nữa? 2 dặm 9. Đừng như này mà thôi. Thì em bay trước đi rồi là sẽ đưa chậm cho em. Ok. Goodbye, goodbye. Để này với chứ. Tí nữa Hùng em cứ ở trong xe em bắn nha. Thấy anh chết cái là anh là em nhảy ra xe luôn à. Anh nhét ra cái gì đó. Và Khang Free Tiki Channel đang bay tới nhà tù trước để thăm dò cái tình hình ở chỗ đó nó như thế nào. Mà quên lấy chiếc background nữa. Oh my god. Vậy. Sao vậy Khang? Chút xíu đang cục điện nè. Tưởng là thấy bọn trong nhà tù nó đông quá. Bọn nhà tù nào là lý canh gác luôn. Anh nghĩ cái tình hình này là chúng ta sẽ đến vào lúc 5 giờ sáng. Lúc đó thì bọn nó đang chuẩn bị thức dậy. Bây giờ sẽ khủng bố tới 8 giờ. Chu kia lây tờ. Rồi ok. Khang thăm dò tới đâu rồi Khang? Có đông không? Khi nào là mình vô mới biết được. Rồi bỏ ai? Bỏ đi rồi, bỏ đi rồi. Rồi ok. 3, 2, 1 nha. Rồi. Vô, vô luôn đi, 3, 1, vô. Vô. Rồi, vô được rồi. Rồi, đúng rồi. Có thằng. Thôi kệ cứ đi vòng tròn đẹp. Rồi, vô trung tâm đi. Ở ngoài. Ở trong kìa. Ở đâu, phải đây quá. Oh shit. Ai đứng đông luôn. Nguy cơ em chết là cao rồi. Rồi ra kiểu sang phi với kìa. Khang Phi kể ổng
mày vô rồi. Nãy nó bắn ở đâu vậy? À trên đây. Dạ chú ơi, ôi. Mày bay, mày bay, mày bay. Mày hết cỡ rồi. Thầy có em. Anh không hiểu anh bắn kiểu gì nữa, từ nãy giờ không trúng ai cả. Bạn nó rỉ máu ghê quá. Anh nốc snack từ nãy giờ luôn á. Rồi 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 đúng rồi. Hay quá. Rồi lên lên nào Phan. Rồi máy bay của nó sắp rơi rồi. Vãi hai chiếc máy bay luôn. Rồi, vãi xong một chiếc. Đang có chuyện gì chờ. Anh ra nè, anh ra nè. Anh chúng cái ấm. Oh shit. Rồi rồi rồi. Lật rồi. Lật rồi. What the fuck. Rồi. Chết boy, chết boy đến khu quân đội luôn, chơi chơi khu quân đội luôn. Vãi thằng kia nó. À à khang 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 ai hùng. Lấy lên. Chạy. Lấy lên lên. Chịu không nổi rồi, bao mình chịu không nổi đâu. Bố này mọi người ơi. Tại 5 sao. Tại 5 sao luôn. Rồi chích bo đến khu quân đội chơi, khu quân đội luôn em ơi. Khang khang chích đi để hồi hình lắm. Kì này là về là mất bao nhiêu cái snack đây này. Rồi có. Oh shit. Hay. Hay mà. Đi một lượt cái này về đợi chúng ta. Anh nghĩ tới tới đó là chúng ta chọn xác là vừa. Tại máy bay. Đó, nó. Hello, 8 người bên TT Channel à? Bên em nhiều anh. Oh shit. Quá sướng luôn. Ơ, nó spawn ra cái gì kìa. Lên 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 lên
Cái này chơi tới luôn, tới cái này cảnh luôn nha. Rồi, xong mày bay. Có này chơi được. Không biết là sao anh thích bắn máy bay chùm luôn. Đồng minh là đồng minh đi phi đi rồi. Khang phi đây để ra đi. Lên núi chờ Khang này. Nó mang cho mình mà cái giờ mình yêu như thế này chết chứ nha. Ok. Tiếp. Hay quá anh ơi. Chết hơn, chắc chết rồi. Dạ đâu, mấy chiếc xe này có chạy vô bên kia được không? Đi cái đường cũ của em. Em biết đường đấy chưa? Em đã biết đường đó rồi. Vô rồi thay. Đường ở trên này tăng vô nha. Kìa. Oh shit, đánh vậy. Thấy xe tăng là chạy nha em. Oh fuck. Xe tăng thôi. Đâu rồi, nó đâu. Có chết. Chết. À. Chết. Oh shit. Không phải. Cam free. Ủa em chết rồi à? Chết. Giờ anh đang thủ trong đây. Các ơi cứu. Nhanh. Lên nhanh. Phải không lên được. Thôi chết. Một phát lên. Team chúng ta đã nát băng rồi. Xong. Bây giờ thâm niên này chán gì. Chết hết. Thôi chắc nghỉ quá. Ok. Đó là chết. Ok. Vâng, và clip ở đây là kết thúc nha mọi người. Thì các bạn thích cái clip này của mình á thì bạn nhớ like, share, subscribe cho mình. Và Và okay. Cảm ơn các bạn đã quay nha, đã theo dõi video này. Nếu các bạn thích thì là các bạn like cho mình một like và một share nha, thì mình rất là cảm kích. Và Facebook của mình là comment cũng thấy của mình là Hùng Phương, Comical chung với Khang Hoàng Khang Kiki Channel ha. Tụi mình sẽ gặp các bạn ở tập sau, bắn nha. Ok. Vâng. Chào mọi người. Bye bye. Thất bại.